bạn đang bôi thuốc độc lên da mình mỗi ngày. Đây là làn da của cô khách hàng, khi mà Bích thực hiện cái việc soi da thì ở dưới lớp da cô rất là nhiều độc tố, bề mặt da của cô bị thâm xỉn màu, màu tím xanh, và có những cái vị trí lên chuyển qua màu đen, mất cái sắc tố da luôn. Vì sao dẫn đến tình trạng này? Đây là lý do cô đã bôi cái loại mỹ phẩm không được sạch trong một cái thời gian khá là dài. Những hoạt chất có chứa trong cái loại mỹ phẩm đó như là thủy ngân, huỳnh quang hay là hợp chất của hydroquinone kết hợp với những cái sản phẩm có chứa gốc peroxid, nó sẽ tạo ra một chất cực độc gây hư hại cho làn da. Nếu mà chúng ta bôi phải cái loại kem không sạch một thời gian dài, chúng ta sẽ mất dần những cái sắc tố trên da. Lúc đầu khi mà bôi á thì cái hệ bạch huyết chúng ta nó còn lưu thông được tốt, thì cái quá trình đào thải nó vẫn diễn ra, chúng ta cảm thấy là giai đoạn đầu da rất là đẹp. Nhưng sau một thời gian tầm khoảng 2 đến 3 tháng thì những cái chất độc đó nó thấm sâu, nó chui dưới da và nó thấm sâu vào trong mạch máu, nó làm cho tắc nghẽn hệ bạch huyết, da không thể đào thải, và cứ thế chúng ta cứ tiếp tục bôi, bắt đầu nó sẽ chui vào từng cái lỗ chân lông, những cái nang lông trên bề mặt da. Từ từ chúng ta sẽ thấy được là cái bề mặt da bắt đầu thâm xỉn, đen màu, màu tím, màu xanh, và dường như là cái sắc tố trên da không còn một chút xíu nào nữa. Và đây là hình ảnh cô khách hàng của Bích đã điều trị sau 4 tuần là vừa đào thải và vừa phục hồi. Thì chúng ta có thể thấy ha, đây là cái thời gian vẫn đang còn trong quá trình là phục hồi, nhưng mà da đã bắt đầu có lại cái sắc tố. Nếu như mà chị em chúng ta đang bôi một loại mỹ phẩm, da chúng ta mỗi ngày nó không tốt hơn, nó không đẹp hơn, mà chúng ta cảm thấy tình trạng nó bị tệ đi, mạch máu bắt đầu nó lộ nè, những cái tình trạng giống như là bị bóng nhảy, hoặc là chúng ta bị mất cái sắc tố da, thì đó là chúng ta đang bôi phải cái loại mỹ phẩm không được sạch ha. Nếu mà chị em đang gặp cái tình trạng như thế này, có thể inbox để Bích tư vấn cho mình. Hãy like và share video của Bích, hoặc bạn đang có thắc mắc gì thì hãy comment dưới video này nhé.